Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nón vành xinh xắn như thế này Mẫu này các bạn có thể thay đổi màu áp dụng cho cả bé trai lẫn bé gái Hoặc mình cũng có thể tăng giảm size cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ha Mình sẽ sử dụng mũi đơn cho toàn bộ phần thân nón Về phần vành nón thì mình sẽ làm cái mẫu vành hơi ngắn Nó sẽ có cái độ cúp lại khi mình đội vào nó sẽ hơi cúp ha và đối với phần thân nón này nè, khi các bạn hoàn tất được cái mẫu nón này, nếu mình không thích cái mẫu vành của mình nó có cái độ cúp như thế này, thì các bạn có thể thay đổi theo nhiều dạng ha. Mình cũng có thể bẻ cong cái phần vành lên để mình làm cái mẫu nón vành cong nè. Đây, một cái mẫu nón vành cong này có thể cho cả bé trai lẫn bé gái ha. Hoặc để cho mẫu nón của mình nó đa dạng hơn thì ở bên dưới các bạn có thể phối thêm tóc cho mình. Ở đây mình có phối tóc mai và búi tóc ở hai bên nè, cho cái phần thân nón của mình nó đa dạng và xinh xắn hơn ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 7 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Mũi móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Do cái phần đỉnh nón của mình mình muốn làm cho nó có cái độ xòe bề ngang ha, chứ nó không có cái độ cúp nhiều nên mình sẽ móc 7 mũi. Đối với những bạn nào mà không thích cái vành nón bè đó, muốn cái vành nón nó cúp lại nhiều hơn thì các bạn móc cho mình 6 mũi ha, mình có thể thay đổi ở cái vòng này. Nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại. Sau đó đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên. Thì mẫu nón này mình sẽ móc xoắn ốc nên mình sẽ không kết mũi ở mỗi hàng. Các bạn đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, mình sẽ móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Đây sẽ là chân đầu tiên ha. Móc cho mình vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc móc đơn đầu tiên làm mũi móc đơn thứ hai sau đó tiếp tục làm tương tự cho mình cho sáu chân còn lại mỗi chân cứ móc hai mũi móc đơn ha quốc thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại nè đây tiếp tục chân móc thứ hai cũng móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc một hai tương tự ha chân thứ ba nè chân móc thứ tư của móc hai mũi móc đơn cùng chân móc chân thứ năm móc hai mũi móc đơn chân thứ sáu móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc và chân thứ bảy cũng móc hai mũi móc đơn những bạn nào mà móc cái phần nón cúp á thì mình sẽ có sáu chân ha thì sáu chân đó mỗi chân móc hai mũi móc đơn nha đây ta hoàn tất được vòng móc thứ hai Do mẫu nón này mình móc xoắn ốc nên để có thể phân biệt được đâu là mũi kết thúc của vòng này và bắt đầu vòng tiếp theo Các bạn sẽ sử dụng cho mình một sợi len khác màu Mình sẽ đưa vào chính giữa của mũi móc và kim móc nè Đây Thì đây là cái điểm kết thúc cái vòng thứ hai và bắt đầu vòng thứ ba ha khi hoàn tất được vòng móc thứ hai thì mình sẽ tạo ra 14 mũi móc đơn ta có 14 chân móc cho vòng móc thứ ba thì vòng móc thứ ba theo công thức như sau chân đầu tiên móc một mũi móc đơn thì cái sợi len thừa ở đây nó sẽ giúp mình có thể phân biệt được cái điểm kết thúc của một vòng và bắt đầu vòng tiếp theo nè. Được chân đầu tiên một mũi móc đơn rồi chân kế tiếp móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc nè. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì khi kết thúc vòng này mình sẽ có tổng cộng là 7 cụm móc như thế này ha đây sẽ là chân móc mình kết thúc nha móc tới đây nè một mũi móc đơn sau đó là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ta có được cụm móc thứ hai tiếp tục cụm thứ ba nè một móc đơn sau đó là hai móc đơn cùng chân móc tương tự cho đến cuối vòng ha cụm thứ tư tiếp tục cụm thứ năm Cụm móc thứ sáu một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc và cụm móc thứ bảy sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng ha một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc như vậy là ta hoàn tất được hàng móc thứ ba mình sẽ tăng được 7 mũi cho cái vòng móc này tức là mình sẽ có 7 cụm như thế này ha và khi đã hoàn tất được hàng móc thứ ba các bạn tiếp tục đưa cho mình cái sợi len mà mình vừa luồn lúc nãy á mình sẽ đưa từ trên xuống phía dưới nè đây, đưa từ trên xuống phía dưới để mình đánh dấu đây là điểm kết thúc của cái vòng thứ ba. Và chân móc bắt đầu vòng thứ tư ha. Đến vòng móc thứ tư thì dựa vào vòng móc thứ ba. Vòng móc bên trên của mình có một mũi móc đơn lẻ mỗi chân, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì vòng kế tiếp mình sẽ tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Ở đây mình có một mũi, sau đó là hai mũi cùng chân nè. Thì bây giờ mình sẽ tăng lên là hai mũi móc đơn mỗi chân móc, tức là tăng tịnh tiến một mũi này lên. Các bạn sẽ móc cho mình hai chân liên tiếp, mỗi chân một mũi móc đơn. Chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai một mũi móc đơn. Sau khi có được hai mũi móc đơn mỗi chân móc tăng tịnh tiến so với cái vòng phía dưới một mũi thì chân kế tiếp móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này. Hai mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ta cũng có được tổng cộng là 7 cụm móc ha. Hai mũi móc đơn mỗi chân nè. Sau đó sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Mình sẽ có được cụm móc thứ hai. Cụm móc thứ bảy sẽ nằm ở ba chân móc cuối cùng ha. Hai móc đơn mỗi chân và hai móc đơn cùng chân. Thì khi kết thúc vòng mình sẽ có được bảy cụm như thế này, tăng được bảy mũi. Đến vòng móc kế tiếp thì sẽ làm tương tự như vòng móc mà mình vừa móc, tức là mình sẽ dựa vào vòng bên dưới của nó. Ở đây vòng bên dưới của mình là hai mũi móc đơn mỗi chân, sau đó sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân thì cái vòng kế tiếp sẽ là 3 mũi móc đơn mỗi chân tức là mình sẽ tăng tịnh tiến so với vòng phía dưới nó một mũi ở đây mình có hai mũi nè thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn mỗi chân và khi bắt đầu cái vòng móc kế tiếp á lúc nãy mình đưa sợi len xuống dưới rồi bây giờ các bạn đưa cho mình lên trên để mình đánh dấu điểm kết thúc ha sau đó tiếp tục móc cho mình ba chân liên tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai và mũi móc đơn thứ ba được 3 chân thì chân kế tiếp móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là mình sẽ có cụm móc như thế này. 3 móc đơn mỗi chân và hai móc đơn cùng chân. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm nhiều vào móc tương tự như vậy nữa. Các vòng móc kế tiếp thì cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi cho từng hàng cho đến khi cái vòng tròn nón nó vừa đủ to ha. Lưu ý khi kết thúc mỗi vòng móc thì các bạn nhớ đưa cho mình sợi len lên xuống để mình đánh dấu điểm kết thúc của vòng này và bắt đầu vòng tiếp theo. Tại ở đây mình có một lưu ý nhỏ nè. Đối với những bạn nào mà khi các bạn tăng size cho mình theo cái công thức đó, tức là tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn là em mỗi chân. Thì khi mà mình tăng thêm nhiều vào móc như vậy nữa, các cái mũi móc đơn mà mình móc hai mũi cùng chân móc nó sẽ nằm chồng lên nhau. Nó sẽ tạo ra những cái điểm gờ như thế này. Nó sẽ tạo ra những cái điểm góc như thế này ha. Đây, hai mũi móc đơn cùng chân nó nằm chồng lên nhau nè. Thì lúc này cái phần thân nón của mình nó sẽ có những cái điểm góc như thế này. Nó không có được tròn đều cho cái phần đỉnh nón ha. Thì ở đây mình sẽ đảo công thức nè Đối với những cái hàng móc mà có cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số lẻ Ví dụ như ở đây là 3 mũi là số lẻ nè Thì các bạn sẽ móc đều như công thức cho mình ha Tức là số mũi móc đơn lẻ mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân móc Còn đối với những cái hàng móc mà khi số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này là số chẵn Ví dụ như hàng tiếp theo sẽ là 4 mũi móc đơn mỗi chân Sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân Thì các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi móc đơn mỗi chân nè Mũi đầu tiên Mũi thứ hai mũi thứ ba và mũi thứ tư theo như công thức thì mình sẽ móc như thế này sau đó chân kế tiếp là hai mũi cùng chân móc còn khi đảo công thức á, cái số mũi móc đơn lẻ là số chẵn này các bạn sẽ chia đôi cho mình ha tức mình sẽ móc hai mũi trước sau đó chân kế tiếp mình sẽ thay vào là hai mũi móc đơn cùng chân móc sau đó tiếp tục hai chân kế tiếp sẽ là mỗi chân một mũi móc đơn như vậy là cái cụm móc của mình sẽ được thay đổi như thế này hai móc đơn mỗi chân hai móc đơn cùng chân và hai móc đơn mỗi chân tức là cộng lại mình cũng có được tổng cộng là bốn móc đơn mỗi chân, sau đó là hai móc đơn cùng chân ha, chỉ là đảo công thức thôi. thì như vậy lúc này hai cái mũi móc đơn cùng chân móc nó sẽ không có nằm chồng lên nhau, mà nó sẽ nằm so le với nhau nè. đại hàng này nó nằm chính giữa, còn hàng bên trên nó nằm ở đầu hàng ha, nó sẽ không nằm chồng lên nhau, giúp cho cái phần đỉnh nón của mình nó được tròn đều hơn, nó không có bị cái điểm góc ha. thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các cái chân móc còn lại nè, mình cứ móc hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc và tiếp tục là hai mũi móc đơn mỗi chân ta cũng có được cụm móc thứ hai như thế này ha sau đó móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng theo cái cụm này và các bạn sẽ xen kẽ cho mình thêm nhiều vòng móc ha cứ hàng nào mà có số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số lẻ thì mình móc đúng theo công thức còn khi nào mà cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số chẵn thì cứ đảo công thức ha móc thêm nhiều vòng móc xen kẽ cho đến khi mình đạt được kích thước của vòng tròn sau khi móc thêm nhiều vòng móc thì lúc này cái vòng tròn của thân nó nó đã có cái độ rộng ra hơn rồi nè Khi các bạn móc mà cảm thấy cái độ rộng nó vừa phải thì các bạn sẽ ngưng và mình sẽ tiến hành đo sai ha Thiếu thừa thì mình sẽ bù sau nè và khi đã hoàn tất được cái kích thước này rồi nè, có 3 cách để mình có thể canh tăng size cho cái phần thân nón của mình. Do chất len của mình khi móc lên nó sẽ hơi có cái độ co giãn cho phần thân nón, nên khi các bạn canh size các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cho các cái mũi móc nó đều lại trước. Đây thì phần đỉnh nó của mình nó sẽ có cái độ bằng ha Những bạn nào mà móc 6 mũi đầu tiên thì nó sẽ có cái độ hơi cấp lại Khi đã canh chỉnh được các cái mũi móc cho nó đều lại rồi Thì cách thứ nhất các bạn tăng size Mình sẽ sử dụng thước dây ha Các bạn sẽ dùng cho mình 1cm của thước dây Sau đó mình đo vào mũi móc 1cm của thước dây của mình nó sẽ sắp xỉ bằng hai mũi móc nè Đối với những bạn nào mà móc chật tay hay lỏng tay Thì kích thước này nó sẽ khác nhau ha Ví dụ như có nhiều bạn móc lỏng tay thì nó có thể tầm khoảng 1,5 mũi móc Hoặc những bạn nào móc chật tay có thể tầm khoảng 2,5 mũi móc Khi có được kích thước 1cm bằng bao nhiêu mũi móc rồi Thì lúc này các bạn sẽ lấy cho mình cái số đo vòng đầu Tức là mình đã xác định được số đo vòng đầu rồi Thì lấy số đo vòng đầu nhân cho số mũi móc của 1cm Thì mình sẽ ra được tổng cái số mũi móc của hàng cuối cùng mà mình cần có Và không nhất thiết cái số mũi cuối cùng mà mình đạt cần phải nằm ở cuối vòng móc nó có thể nằm ở một trong bất kỳ những chân móc nào của cái vòng móc này miễn sao nó đủ cái số mũi móc mà các bạn cần đạt là được ha khi làm theo cách này thì nó sẽ bị một cái nhược điểm là khi các bạn đo 1 cm vào cái mũi móc á nó sẽ không có hoàn toàn chính xác cho cái 1 cm đó nên các bạn có thể chuyển qua cho mình cách thứ hai ha. Thì đối với cách thứ hai mình cũng canh cho các cái mũi móc nó đều lại, sau đó các bạn đặt cho mình cái mặt trong lên trên nè. Đây, khi đặt cái mặt trong lên trên rồi mình tiếp tục sử dụng thước dây Mình sẽ đo đường kính của cái phần nón mà mình đạt được là bao nhiêu nè Đường kính tức là cái đường từ tâm điểm nè, nó thẳng ra hai bên ha Sau khi đã có được kích thước đường kính của cái phần đỉnh nón này rồi Mình sẽ lấy cái đường kính này nhân cho 3,14 Ta sẽ ra được kích thước của cái vòng ngoài cùng của mình đang có là bao nhiêu Sau đó mình sẽ so sánh với số đo vòng đầu mà mình cần móc thiếu thừa gì thì mình sẽ tháo hoặc là mình thêm mũi cho cái vòng tròn ngoài cùng nó bằng với cái thước đó là được ha và đây là cách thứ ba nè đối với cách thứ ba này thì nó sẽ đơn giản nhất các bạn sẽ canh chỉnh mũi móc và lật cái mặt trong của sản phẩm ra nè mình sẽ canh cho cái mũi móc của mình nó đều lại sau đó sử dụng thước dây các bạn sẽ đo cho mình từ cái mũi móc mà mình đang bắt đầu móc đây nè từ cái mũi móc mà mình đang dừng lại ha mình sẽ đo từ đây các bạn sẽ đo cho mình tương ứng thôi ha chứ không cần phải quá chính xác đâu do cái chất đen nó có độ co giãn á mình sẽ đừng có kéo căng cái mũi móc ra quá sau đó các bạn sẽ đo cho mình hết nguyên một vòng của cái phần đỉnh nón này luôn thì như vậy là ta sẽ có được cái kích thước của vòng ngoài cùng mà mình đang có ha và cách thứ ba này cũng là cách đơn giản nhất ha và dễ làm nè sau khi đã hoàn tất được cái kích thước của cái vòng ngoài cùng rồi nè bằng với cái số đo vòng đầu mà các bạn cần có rồi. Không nhất thiết là cái mũi móc kết thúc của mình nằm ở cái chân móc cuối cùng của mỗi vòng móc, tức là mỗi vòng của mình tăng 7 mũi. Thì ở cái vòng cuối cùng không nhất thiết phải tăng 7 mũi, mình có thể tăng ít hơn, miễn làm sao cho nó đủ cái độ rộng của cái vòng nón là được ha. Và sau khi đã hoàn tất cho mình được cái kích thước của cái vòng tròn này rồi thì mình sẽ móc cái phần thân dưới. Phần thân dưới thì mình sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn cứ móc xoắn ốc cho mình cho các chân móc còn lại ha khi móc kết thúc mỗi vòng móc thì lưu ý nhớ đưa cho mình cái sợi len lên xuống để mình có thể đánh dấu được điểm kết thúc của mỗi vòng sau đó làm tương tự cho nhiều vòng móc như vậy nữa ha lúc này thì sẽ đơn giản hơn rồi nè mình cứ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn cứ móc xoắn ốc như vậy cho đến khi mình gặp đôi cái phần thân nón lại mình móc 7 mũi đầu cho nên cái phần đỉnh nó nó sẽ hơi ngang, còn những bạn nào mà móc 6 mũi thì nó sẽ hơi cúp lại ha. Móc thêm nhiều vòng móc cho đến khi mình đạt được chiều cao từ đỉnh đến cái hàng mà mình móc cuối cùng nó bằng đến cái phần tai ha. Thì đối với cái chiều cao này mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhắc vào phần mô tả sau đó mình móc theo chiều cao tương ứng. Mỗi chân móc cứ móc một mũi móc đơn ha. Sau khi móc thêm nhiều vòng móc xoắn ốc đều nhau như thế này, mình đã có được cái chiều cao từ đỉnh nón đến cái phần mà mình móc cuối cùng này nè. Nó bằng đến cái phần tai rồi, bây giờ mình tạo cái phần vành ha. Cho tất cả các cái size các bạn đều móc cho mình tương tự như công thức này ha. Khi kết thúc mỗi vòng nè, đưa cho mình sợi len lên phía trên. Để cái hàng móc phần vành của mình nó có cái độ rộng vừa phải, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai móc một mũi móc đơn được hai mũi móc đơn mỗi chân thì chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân móc như vậy là mình sẽ có cụm móc như thế này hai móc đơn mỗi chân và hai móc đơn cùng chân móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì cái độ rộng của phần vành của mình nó sẽ có cái độ rộng vừa phải thôi ha cái hàng móc này đối với những bạn nào mà muốn cho cái phần vành nó nó có cái độ rộng xòe hơn á các bạn có thể giảm cái kích thước này đi tức là mình sẽ có một móc đơn sau đó là hai móc đơn cùng chân móc còn ở đây cái kích thước vừa phải nên mình sẽ móc theo công thức này ha hai móc đơn mỗi chân và hai móc đơn cùng chân sau khi hoàn tất được đến cuối vòng nè các cái số mũi móc cuối cùng của mình có nhiều trường hợp nó sẽ không có đủ để mình tạo cụm ha các bạn có thể móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn đủ chân móc thì mình tạo cụm còn không đủ chân móc thì thôi ha không cần thiết ha thì lúc này cái phần vành nó của mình nó sẽ có cái độ xòe vừa phải rồi nè khi hoàn tất được cái hàng móc mà mình tăng mũi rồi, từ hàng kế tiếp mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa. Tức là mình chỉ tăng một hàng móc ở đây thôi. Các hàng móc kế tiếp thì mình sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi. Thì đều không cần phải tăng mũi tương tự giống như phần thân nón á. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó thêm nhiều vòng móc như vậy nữa. Các cái hàng móc của mình đều móc đều ha, cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của phần vành nón. Sau khi đã móc xoắn ấp cho mình được thêm nhiều hàng móc tạo cái độ rộng cho cái phần vành nón rồi nè. Đây là cái hàng mà mình tăng mũi bên trên ha, thì mình móc thêm nhiều hàng móc đều nhau không tăng mũi. Phần vành nón nó đã có cái độ xòe rồi. Thì để kết thúc á, các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân móc đầu tiên của cái vòng móc kế tiếp. Đây là cái chân móc đầu tiên là mình sẽ bỏ qua chân đó, móc vào chân kế tiếp một mũi dời. Sau đó mình sẽ kéo dài sợi len và cắt len. Cắt một đoạn len vừa đủ ha. Kéo sợi len ra nè. Lúc này sợi len đang nằm ở mặt phải của sản phẩm. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc cái mũi dời đó. Sau đó mình sẽ kéo cái sợi len ra phía sau giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được một cái phần thân nón xinh xắn như thế này ha đây là form nón của mình nè tháo cái sợi len mà mình đánh dấu nè canh chỉnh lại cho các cái mũi móc nó đều lại như vậy là ta đã hoàn tất được một cái mẫu nón với cái vành xòe cúp lại như thế này ha đối với mẫu nón này khi các bạn thực hiện hoàn tất được cái phần thân nón rồi nếu những bạn nào mà không thích cái phần vành của mình nó có cái độ xòe như thế này thì mình có thể sử dụng tay mình bẻ cong cái phần vành lên ha mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho nó có cái độ vừa phải để khi mình bẻ cong cái phần vành nó có một cái độ cong nhất định nè thì mình cũng tạo ra được một cái mẫu nón thứ hai ha hoặc là để tạo điểm nhấn cho phần thân nón thì các bạn cũng có thể thêm tóc cho phần thân nón của mình thêm xinh xắn hơn thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm tóc ha từ cái hàng móc mà mình tăng mũi đầu tiên của cái phần vành nè đây giống ra phía sau mình sẽ móc từ trong ha. Để ý cho mình ở cái hàng móc mà mình tăng đó nó có một cái đường móc nằm ngang nè. Mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc đó ha. Và mình sẽ đâm kim từ trong ra ngoài. Tức là từ cái lòng nón ra phía ngoài ha. Đây. Đâm kim từ lòng nón ra phía ngoài vào các cái đường móc nằm ngang đó. Tương tự cho chân bên cạnh ha, cũng nằm vào cái đường móc nằm ngang nè. Thì đối với phần tóc mình tạo độ dài nên mình sẽ chập đôi sợi lại. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút sau khi đã có được một nút rồi mình đâm kim từ trong ra ngoài, tức là từ lòng nón ra phía ngoài vào cái đường móc nằm ngang. Kéo nút vừa tạo qua chân móc. Rút lại cho nút sát với kim ha, sau đó kéo nút này qua cái chân móc đó. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Để tạo được những cái phần tóc mai xoăn ở phía trước á, các bạn đâm kim cho mình vào đường móc nằm ngang của chân kế bên nè. Mình có thể sử dụng đầu kim nhỏ để đâm cho nó dễ dàng hơn ha. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng đầu kim mà mình đang móc Sau đó đâm kim vào chân móc Khi đâm kim vào chân móc mình sẽ đưa cái đầu kim lên phía trên của cái sợi len mà mình đang cầm nè Đưa lên phía trên Luôn xuống phía dưới và mình móc cái sợi ở phía dưới qua Đây móc lên trên sau đó kéo qua cái chân móc Lúc này các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái độ rộng cho cái sợi tóc của mình nó có cái độ dài vừa phải nè Sau đó mình thả ngón tay ra và cầm cái sợi len dài lên kéo cái sợi len dài qua hai chân trên kim như vậy là ta sẽ tạo ra được một cái tóc xoăn như thế này tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp nè đưa đầu kim lên phía trên sợi len vòng đầu kim ha từ trên xuống phía dưới móc cái sợi len ở phía dưới lên kéo lên trên và kéo qua chân móc canh chỉnh cho cái tóc này bằng với cái sợi tóc ban đầu tháo cái ngón tay ra nè cầm cái sợi len dài lên trên tay kéo sợi len dài qua hai chân trên kim ta được cái tóc thứ hai ha sau đó mình sẽ làm tương tự mình sẽ móc một đoạn tầm khoảng 1 phần 5 so với tổng số đo vòng đầu ha đâm kim vào chân móc nè đưa kim lên phía trên sợi len luôn xuống phía dưới móc cái sợi len ở phía dưới ngón tay lên trên kéo sợi len qua chân móc canh chỉnh cho cái sợi tóc bằng với hai sợi tóc ban đầu sau đó kéo cho mình sợi len qua hai chân chân kim mình được tóc thứ ba ha và nó sẽ có cái độ dài như thế này làm tương tự cho mình cho các mũi còn lại nè Đâm kim, đưa kim lên phía trên Vòng xuống phía dưới, móc sợi len phía dưới lên trên Kéo qua chân móc Canh chỉnh sợi tóc Cầm sợi len dài lên tay Kéo qua hai chân trên kim Và mình làm tương tự cho các chân còn lại ha Khi chập đôi hai sợi lại thì phần tóc của mình nó sẽ có cái độ dày hơn nè so với khi mà mình làm một sợi ha. Sau khi các bạn đã móc cho mình hoàn tất được cái phần tóc mai ở phía trước rồi, tầm khoảng 1 phần 5 so với tổng số đo vòng đầu, thì mình sẽ móc lên một bụi móc xích sau đó cắt len. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len bằng với lại các cái sợi tóc ban đầu mà mình tạo ha. Sau đó mình sẽ kéo cho cái phần tóc của mình nó duỗi xuống phía dưới. Và canh chỉnh cái phần vành lại nè ta sẽ hoàn tất được phần tóc mai như thế này sau đó tiếp tục mình sẽ tạo cái phần tóc ở hai bên ha sử dụng sợi len các bạn sẽ chập đôi sợi len lại theo cái chiều này mình sẽ chọn một cái độ dài vừa phải cho đoạn tóc của mình ha tầm khoảng 50 cm để mình dễ búi hơn nè các bạn có thể chập cho mình hai sợi lại mình sẽ làm một lọn tóc sẽ là hai sợi như thế này đây mình sẽ sử dụng cái đầu này ha cũng từ cái hàng móc nằm ngang thẳng với lại cái phần tóc mai á, các bạn cũng đâm kim cho mình từ trong ra ngoài vào các cái đường móc nằm ngang đó ha. Đâm kim sau đó kéo hai cái sợi len mà mình vừa cắt nè, kéo qua cái chân móc đó. Kéo một đoạn vừa đủ thôi, sau đó các bạn dùng kim mình sẽ móc hết các cái sợi tóc này qua cái mũi móc đó ha. Và kéo cái sợi len qua, guốc lại nè, cho cái phần tóc của mình nó sát vào trong cái phần thân nón. Như vậy là mình sẽ tạo được những cái sợi tóc như thế này mình sẽ tạo một phần tóc có cái độ dài tầm khoảng 7 cho đến 10 cm và tương tự cho bên này. Khi luồn cho mình được hoàn tất cái phần sợi tóc rồi nè, còn cái phần phía sau mình sẽ chừa lại để mình tạo cái độ thông thoáng phần sau ót cho bé ha. Phần tóc này thì mình có thể thắt một bím dài cũng được, hoặc các bạn cũng có thể búi cho mình theo kiểu này ha, nó cũng rất là xinh. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách búi nè. Mình sẽ dùng tay chải các cái sợi lạ len lại cho nó đều với nhau. Sử dụng cho mình một vật nặng hoặc là một cách nào đó mình giữ cố định cái phần thân nón thì mình sẽ dễ làm hơn ha. Sau đó cắt thêm một đoạn len vừa đủ. Các bạn sẽ đưa đoạn len đó vào chính giữa hai cái ngón tay trên nè. Đây. Sau đó mình sẽ đặt hai cái ngón tay đó vào bên dưới của sợi tóc. Sau đó nắm cái phần tóc bên dưới mình sẽ vòng từ dưới lên trên qua phía bên phải. Và từ đây mình sẽ vòng từ trên xuống dưới vào bên trên như thế này ha. Kéo cái chùm tóc qua đây Đến đây rồi nè thì các bạn sẽ đưa cho mình cái chùm tóc này lên phía trên của cái sợi len ở đầu ngón tay bên này Sau đó kéo cái sợi len đó về cái ngón trỏ nè Mình sẽ dùng kim móc các bạn sẽ đâm cho mình vào bên trong Nhớ là đâm sát vào ngón tay để không có bị lệch cái sợi len ha Móc cái sợi len mà mình để ngang đó qua Lúc này các bạn sẽ dùng tay và mình kéo thật mạnh lại cho cái chùm tóc đó nó qua cái lỗ mà mình luồn cái ngón tay ha Tháo ngón tay lại nè sau đó kéo thật mạnh dùng tay và guốc cái phần búi ở phía trước lại nè để cho cái phần búi của mình nó được chắc chắn hơn ha sau đó cột ở cái phần dưới lại để cố định lại cái sợi tóc của mình nè hai cái sợi len mà mình vừa cột đó các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái hướng mà mình chừa các cái sợi len thừa ở bên trên nè mình sẽ kéo hai cái sợi len đó qua một chiều đó lúc này các bạn sẽ canh chỉnh cho cái sợi tóc của mình nó khớp lại kéo cái phần búi cho cái phần búi nó chắc chắn lại ha sau đó còn những cái đoạn len thừa này mình sẽ dùng kéo các bạn cắt cho mình sát với cái phần búi phía dưới của cái đoạn len mà mình vừa cắt nó sẽ có một cái chùm tóc ở đây chùm tóc nằm ngang thì các bạn sẽ kéo và mình che đi cái đoạn tóc mà mình vừa cắt thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cái phần búi tóc xinh xắn như thế này ha Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho cái phần búi còn lại Và để cho cái phần thân nón của mình nó được xinh xắn hơn á Các bạn sử dụng cho mình thêm cái phần ren đỏ Ta đâm kim vào cái hàng móc sát với cái phần mà mình móc tóc nè Giữa cái phần búi với phần tóc mai ha Sau đó kéo cái đoạn ren này qua Và các bạn sẽ tạo cho mình một cái nờ ở đây Để tạo điểm nhấn cho phần tóc của mình tiếp tục làm tương tự cho cái phần nơ bên cạnh. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được một cái mẫu nón tóc búi xinh xắn như thế này. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.